Sao anh chọn quán cà phê sang trọng thế? Em vừa đi mà vừa run đây này. Ừ, hay con này. Chứ gì mà phải run? Thì lần đầu tiên đến chỗ sang trọng, ai mà chẳng hồi hộp. Sao anh không chọn quán trà đá nào mà ngồi? Vào đây làm gì tốn tiền? Ừ, hay con này. Ở ngoài thành phố ấy, mấy cái quán như thế này ấy, là xoàng lắm rồi đấy. Chứ bây giờ mà ngồi trà đá thì có mà người ta cười anh chết à? Thì em cũng có biết đâu. Nhưng mà đồ uống ở đây chắc là đắt lắm anh nhỉ? Cái chuyện đấy mày không cần phải nghĩ đâu. Mà mẹ gửi tiền cho anh chưa? Đây. Em bọc lại cẩn thận lắm đấy. Anh nhớ cẩn thận nhá. Mất là chết đấy. Ừ, hay cái bà này cứ làm như tôi trẻ con không bằng ấy. Anh lớn rồi, chứ ai phải con nít đâu mà cứ đi dặn mấy cái thứ đấy. Thì em lo chứ. Tiền này mẹ cầm cả chiếc lục đi vay cho anh đấy. Mất cả nhà ra đường ở. Ừ hay con này. Mồm cứ nói cứ ở hoài à. Mà mày yên tâm đi. Sau này anh thành công ấy, nhất định anh sẽ mua cho bố mẹ cả mày hẳn 10 cái biệt thự luôn. Chứ một cái mảnh đất này ấy, ăn thua gì. Thì mẹ cũng tin tưởng nên là mới gom góp tiền cho anh. Anh thương bố mẹ, nhớ phải cố gắng lên đấy. Rồi, anh biết rồi. Khổ thân con em khờ của tôi. À mà này, ngồi từ nãy giờ thế sao không gọi nước đi? Sao thế? Gọi đi. Em ơi, cho anh gọi đồ. Chị ơi, nhanh nhanh giúp em với ạ. Anh ơi, anh cho tôi một ly nước lọc nhá. Dạ. Con em gái tôi ấy, nó vui tình nó đùa cậu chút thôi. Cậu cho tôi một ly nước cam nhá. Này, mày bị gì đấy? Sao lại gọi nước lọc? Một cốc nước bằng cả nửa ngày công. Em xót lắm, uống không nổi. Thì anh mời. Anh lấy đâu ra tiền mà mời? Mẹ em nói trước nhá. Đây là tiền mẹ cho anh để làm ăn đấy, không phải để đi chơi đâu. Anh phải tiết kiệm đấy. Thì anh biết rồi. Nhưng mà sống ở thành phố ấy thì chấp nhận cái chuyện đắt đỏ đi. Mà sau này mình có nghèo mãi đâu mà sợ, đúng không? Thôi, thì anh hỏi này. Thế dạo này bố mẹ ở quê thế nào rồi? Bây giờ anh phải đi gặp một người rất quan trọng rồi. Nên là không thể đưa mày đi chơi được. Mày chịu khó về quê luôn nhá. Nhưng mà anh không đưa em về nhà anh à? Thế mày định ở lại đây à? Thế không phải đi học à? Thì lâu lắm mới được lên thăm anh nên em lỡ xin nghỉ 2 ngày rồi. Nhà anh tận ở ngoại thành cơ. Mà cách chỗ này tận 20 cây đấy. Thơ, hay là mày chịu khó qua nhà bạn mày ở đi. Rồi chiều về anh đón nhá. Nhưng mà em làm gì quen ai ở đây đâu. Chả nhẽ mày không có bạn ở quê lên đây học à? À, em vừa mới nhớ ra một đứa. Tốt.
Nhưng mà lâu lắm rồi, em có chơi gì với nó đâu. Chẳng biết nó còn nhớ em là ai không nữa. À, anh bảo này, theo như cái sự nghiên cứu của anh ấy, thì những cái đứa ở quê lên đây học ấy, mà khi có bạn cùng quê lên ấy, thì chúng nó vui lắm. Có khi nó lại mời mày ở lại chơi mấy bữa ấy chứ. Thật đó? Thật. Nhưng em không có số nó. Thì mày gọi hỏi thử lớp trưởng của mày xem. Lớp trưởng kiểu gì mà chả có, đúng không? Chả lẽ học chung với nhau, chả lẽ lại không có số nhau à? Nhờ. Vâng, thế để em thử gọi xem. Thế thôi, tự giải quyết đi nhá. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác đây. Ngoan, rồi tối với anh xào rau muống cho má ăn nhá. Anh đi đây. Nhớ nhá. Alo, Cường à. Ừ, tao bảo này, mày giúp tao với. Mày cho tao mượn phòng ngủ của mày được không? Tao đưa con em tao về. Ôi dồi ôi, mày không hiểu đâu. Bây giờ phòng tao ấy, còn có cả con người yêu tao ở chung nữa. Bây giờ mà đưa nó về, nó nhìn thấy, nó lại mách bố mẹ tao ấy, thì phiền đấy. Không được. Tao thuê cho người yêu tao cái nhà rõ to. Bây giờ mà đưa nó về, con người yêu tao là biết, thì bao nhiêu công sức xây dựng tình yêu của tao đổ vỡ hết đây. Ôi giời ơi, mày phải hiểu là nó là người nổi tiếng, nó quan hệ nhiều với doanh nhân, nó giúp tao đổi đời, mày hiểu không? Ừ, bây giờ thế này, mày giúp tao chuyện này đi, rồi tao tặng mày 5 lít, coi như cho mày tiền đi uống cà phê, được không? Thế nhá, tao cảm ơn. Mày ngồi đấy. Sao? Có chuyện gì mà đòi gặp tao thế hả con quê mùa? Tao mới lên phố thăm anh trai tao, nên là tao muốn sang thăm mày. Lâu lắm rồi tao không gặp mày. Đừng có mà điêu. Thân thiết gì cái loại như mày mà đòi gặp tao? Tao cũng muốn gặp mày mà. Dạo này mày thấy nào rồi? Mày nhìn mà không biết à? Tao dạo này ăn nên làm ra, nổi tiếng và xinh đẹp, người yêu thì giàu có. Đâu có như mày, chắc bây giờ vẫn đang giúp ở cái trường trung cấp vớ vẩn ở dưới quê à? Thế thì bao giờ mới phất lên được? Tao cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy. Sắp tốt nghiệp thì sao? À, sắp tốt nghiệp nên thấy người sang bắt quàng làm họ, để la liếm, để nhờ tao xin việc cho hay sao? Không, tao không có ý đó đâu mà. Tao chỉ thừa biết. Mày đừng có mà điêu. Tao... Mà tao nói thật nhá, tao nhìn mày đã thấy hèn rồi, chả làm được cái trò trống gì đâu. Giúp mày á, tao chỉ có phí công thôi. Tao hứa, tao sẽ không bao giờ làm phiền mày những chuyện đấy đâu. Mày cho tao ở lại chơi với mày một hôm thôi nhá. Không, tao không thích chơi với mày, ok? Mày cho tao ở lại một lúc thôi cũng được, tối tao đi ngay mà. Sao mày lì thế nhở? Thấy nhà đẹp quá, không muốn đi à? Thôi được rồi, nếu muốn ở lại thì dọn nhà cho tao. Được, mày sai gì tao cũng làm được cả hết. Tao không còn chỗ nào để đi cả. Ok, vậy giờ đi dọn phòng khách, phòng bếp, rồi nhà vệ sinh. Làm cho sạch vào, tắm rửa cho bớt hôi đi, rồi đi nấu cơm cho tao. Được, tao đi làm ngay luôn đây.
Anh đi đâu mà lâu thế? Có biết em đợi mãi không hả? Ấy chết, xin lỗi cục cưng nhá. Anh làm gì có lỗi với em hay sao? Mà sao mặt em lại bí xị thế này? Thì có một con bé em ghét, khó ưa, cứ đến làm phiền em. Thế nó đi đâu rồi? Nó đang ở trong kia kìa. Xấu xí quê mùa, lại có thích sân si làm thân. Nên em hành cho biết mặt đi, tưởng thân với em mà dễ à? Thế mà em cũng để cho nó vào nhà mình được à? Thì coi như là thuê ô xin không công. Em sai nó làm bao nhiêu việc mà có tốn đồng nào đâu. Anh không thấy em thông minh à? Đương nhiên là người yêu của anh là thông minh nhất rồi. Nhưng mà ấy, nó mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em ấy là anh không hài lòng đâu đấy. Thôi không sao, bây giờ anh về với em là em đỡ buồn rồi. Nhưng mà... Nhưng mà sao? À, chẳng là anh có con em gái ở quê mới lên chơi, nên giờ anh phải đưa nó qua nhà bác ở ngoại thành. Chắc là tối nay anh không thể ở với em được rồi. Giới ạ, lắm chuyện thế không biết. Mà em hút cái gì? Hay anh lại nói dối để đi chơi với gái đúng không? No, anh thề. Anh đâu dám làm vậy với em chứ. Em ấy là yêu nhất. Thế anh kệ nó đi, ở lại đây với em. Mà em út lớn rồi, chứ bé bỏng gì nữa đâu mà không tự lo cho mình được à? Nhưng mà nó mới lên thành phố, có biết cái gì đâu. Gớm, anh cũng biết đấy thôi. Bọn ở quê bây giờ nó ăn chơi lắm, cái gì nó cũng biết, nhưng giả nai thôi. Em gái anh nó lành lắm, em đừng có nghĩ xấu cho nó như thế. Ý anh bảo em đổ oan cho em gái anh đúng không? Không, anh không có ý đó. Anh xin lỗi. Thôi rồi, để chốc nữa anh sẽ điện cho nó, bảo nó tự bắt xe đi được chưa? Có thế chứ. Người yêu của em mà lại. Tại sao anh lại vì người ngoài mà đối xử với em như thế hả? Chuyện này là thế nào? Sao cô tát người yêu tôi? Nhưng tại sao em lại ở đây? Sao? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng mà làm sao ngạc nhiên bằng tôi được? Anh Huy này, tôi phát sợ anh lên rồi đấy. Sao cô lại quen được người yêu tôi? Anh, sao anh lại giấu em, quen biết với con bẩn thỉu như này? Anh nói đi. Đây là em gái của anh. Cái gì cơ? Em gái anh á? Anh đùa tôi đấy à? Sao anh bảo nhà anh có nhiều trang trại lớn, giàu lắm cơ mà? Bởi vì hắn nói dối. Cả nhà tôi đang còn nợ nần ngập đầu, chỉ để hắn lấy tiền đi chơi bời, lêu lỏng. Hết lần này tới lần khác, lại còn phải nuôi thêm cả cô nữa. Này, tao nói cho mày biết nhá, tao không phải loại ăn bám đâu. Em đừng có đụng vào nó. Giờ mới lộ bộ mặt thật ra hả? Uổng công lâu nay tôi tin tưởng anh, xin việc giúp anh, thế mà bây giờ hai người cút hết đi. Em Hoa, em ra ngoài trước đi, có gì tí anh sẽ nói chuyện với em sau. Hai người cút hết đi, không ai được ở lại đây hết. Em bình tĩnh lại đã. Bây giờ anh còn nói cái giọng đấy được à? Anh có biết anh đang nhục nhã lắm không hả? Nhưng mà bây giờ mày muốn tao mất hết à? Này, anh có phải con người không đấy? Bây giờ trong mắt anh, cô ta quan trọng hơn cả gia đình, hơn cả sĩ diện của bản thân anh hả? Anh có biết bố mẹ ở quê khổ như thế nào không? Anh có biết là họ phải nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho anh lên đây lập nghiệp? Anh thất bại hết lần này đến lần khác. Anh làm bao nhiêu chuyện có lỗi, anh đối xử với mọi người như thế à? Tại thằng anh mày ngu, bố mẹ mày điên nên mới cho nó tiền đấy. Mày nói cái gì cơ? Mày dám? Sao? Tại sao tao lại không dám nào? Tao nói cho mày biết, đừng bao giờ động đến danh dự của gia đình tao. Tao không cần loại anh như thế này. Nhưng tao thương bố mẹ tao, thương cả bản thân tao nữa. Mẹ tao già yếu,
tao phải ở quê để một mình anh tao lên thành phố lập nghiệp. Bạn bè suốt ngày được đi chơi, đi mua sắm các kiểu, còn tao lúc nào cũng phải mặc lại quần áo cũ, đi xin quần áo của bọn mày. Vì tao nghĩ là chưa cần thiết, tao nghĩ là anh tao cần hơn. Vì anh tao phải đi làm, phải lo cho cả gia đình nữa. Nhưng mày có biết một ngày mày nhìn thấy tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt mày không? Mày đã bao giờ bị như thế chưa? Hòa, anh xin lỗi. Tôi không chấp nhận. Hòa, anh xin lỗi. Anh biết anh là một người anh tồi. Anh biết anh đã làm quá nhiều việc có lỗi. Em à, em ở lại với anh đi, rồi mai hai đứa mình cùng về quê nhá. Anh cút đi. Tôi cảm thấy nhục nhã khi có một người anh như anh. Anh biết những việc trước đây anh làm cũng chỉ vì muốn cho gia đình mình có một cuộc sống ấm no hơn. Nhưng mà anh đã quên mất rằng tình cảm gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Còn những thứ khác có hay không không quan trọng. Muộn rồi, anh làm tất cả mọi thứ mất hết rồi còn gì nữa. Không, anh sẽ không để làm mất nữa đâu. Anh sẽ về quê, anh sẽ làm lại từ đầu. Mình cùng về quê em nhá. Anh để ăn rau muống xào quá. Oh, my God.